Tế thứ 11 thì ngắm khế quân giữa đông đành Đức Chúa Giêsu cùng đông đành hai người trộm cướp bên mà một đứa bên tả mang Đức Chúa Giêsu rằng phải con Đức Chúa Trời sao chẳng chữa mình cùng chữa ta nữa. Thì bây giờ người bên ở mang nó rằng ta là kẻ có tội đang xa hóa ngục chịu đóng đánh thì thầm phải nào người có tội lỗi gì mà chịu làm vậy? Sao mày trách người làm chi? Đoạn xin cùng Đức Chúa Giêsu rằng lạy Chúa tôi khi nào lên nước trên trời nhớ đến tôi cùng. Thì bây giờ Đức Chúa Giêsu giở mặt lại cùng người ấy mà rằng thật hôm nay tao cho mày ở nơi vui vẻ cùng tao. Thế sao nữa? Ra thành nước mẹ mang tiếng đã đem con đi giết. Thế người đi theo dọc đàng thấy máu con rơi cho đến nơi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, khi các quan đóng đành con thì cũng như đóng đành trong lòng Đức Mẹ vậy. Về người yêu con trên hết mọi sự, vậy Đức Chúa Giêsu thấy Đức Mẹ đứng gần ông Thánh Gioan thì thương mà nói rằng ở bà kia ấy Gioan là con bà lại phán cùng ông Thánh Gioan rằng
ấy là mẹ con. Được mẹ nghe lời làm vậy thì lo buồn lắm, vì đã biết đặt một ít nữa con chẳng còn ở cùng mẹ nữa. Thì khi ấy là giờ ngọ, mà cả và trời đất liền tối tăm mù mịt, mặt trời xem chẳng đang, Chúa sinh lên muôn vật chịu đàn cùng chịu xấu hổ đường ấy. Để khi ngắm bấy nhiêu sự, để nguyện một kinh lạy trang, một kinh kính mừng thương Đức Chúa Giêsu cùng Đức Mẹ, xin cho chúng tôi được làm con rất thánh Đức Bà, như ông Thánh Gioan thuở xưa. Thì Amen. Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha chỉ đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con ở chúng con. Xin chớ để chúng con xa chưa cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen. Kính mừng Maria, đầy ân phúc Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà cũng phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.